Mỗi ngày làm nhân viên của YouTube và Google. Kế tiếp theo, đi học xem KOL nào, YouTuber nào đang được đánh giá cao nhá. Một khi bạn đã là thực tập thì bạn sẽ đi tới cùng trời cuối đất. Yay, thank you. Nhân viên Google thì sẽ rất là áp lực. Ở đây có điều hòa mà môi của mình chảy tứa lưỡng đấy. Có gần một năm mới được nhận vào làm việc. Bởi vì ở đây ai cũng giỏi hết. Và cách duy nhất để mình bớt chốt đó là đọc sách. Oh really? That sounds so cool. Nhân viên cứ tập trung làm việc. Còn ăn uống ngủ nghỉ gì là công ty lo hết. Ăn chưa thôi. Khi bạn quá bức xếp và bạn không thể làm gì nổi. Is there any chance that I get laid off? Thành Vi thực tập tại YouTube. Một người làm nhân viên của YouTube và Google tại một trong những trụ sở hoành tráng nhất thế giới, trụ sở chính của châu Á, Thái Bình Dương. Ây, bye! Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi và các bạn đang theo dõi Vi Chào. Sau 7749 giấy tờ, phỏng vấn, resume, từ người này sang người kia thì cuối cùng mình cũng đã có được một chân thực tập tại Google, YouTube. Và lần này thì mình thực tập cho YouTube nha. Và câu hỏi đầu tiên mỗi bạn thực tập nên biết đó chính là: em hãy cho biết màu sắc của từng chữ cái Google là gì. Oh, so easy. Yellow, blue, green, red. First day at work, ngày đầu tiên đi làm. Xin giới thiệu mọi người. Logo của YouTube. Cảm giác mà làm content creator trên YouTube rồi bắt đầu được làm nhân viên của YouTube. Wow. Vô thực kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ được ngồi xem bản báo cáo xem KOL nào, YouTuber nào đang được đánh giá cao nhá. Xem có danh sách của mình ở trong Việt Nam không nhá. That is fine, doesn't matter. Nếu như mọi người hỏi mình cái này để làm gì ấy, nó chả để làm gì cả. Ủa? Để chơi thôi. Nhưng mọi người đi qua giới thiệu với mình kiểu cái này để cho đẹp, các thứ mình vậy. Không được nói xấu công ty. Hey, good morning. Can I have one latte with oat milk? Trời ơi, đây là cái không gian mình thấy là không thua gì một cái coffee shop, một cái quán cà phê nào luôn ý. Ngồi đây mà bàn chuyện sau ngồi ký hợp đồng thì phải biết. Một buổi sáng của một nhân viên Google bắt đầu từ lúc 8:30 sáng, lên cà phê, lên căng tin của cơ quan, uống một cốc latte và ăn bánh đậu xanh nhé. Lần đầu tiên mình được ăn bánh này, let's try. Mình sẵn sàng ngày hôm nay làm việc rồi. Just get to work. Sếp hãy giao việc cho em. Mình không diễn đâu mọi người ạ, mình đọc thật đấy. Bởi vì ở đây ai cũng giỏi hết. Và cách duy nhất để mình bớt chốt đó là đọc sách. 15 phút buổi sáng đọc sách và uống cà phê. Done. Đi làm thôi. Hưởng thụ xong rồi. Một cái góc trong cà phê mình muốn chỉ cho mọi người đó là đây. Trời ơi, một dàn board game. Tại văn phòng của Google thì mỗi thứ 6 sẽ có TGIF, thank God it's Friday. Và thứ 6 mọi người sẽ lên đây và mọi người sẽ chơi board game với nhau. Và ở đây thì mọi người được mượn board game về nhà chơi. Còn trả hay không là tùy tâm. Nhưng mà mình đoán là nhân viên Google thì tâm ai cũng tốt. Và mỗi một lần đi làm thì mình sẽ ấn I'm feeling lucky. Bởi vì may mắn là một trạng thái của tư duy. Nếu chúng ta nghĩ mình may mắn thì chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ may mắn. We are lucky, right? Lucky girl! Ok, hôm nay thì mình sẽ thực tập trong vai trò Community Partner Manager, tức là quản lý đối tác về cộng đồng YouTube Shorts. Nhiệm vụ ngày hôm nay của mình bao gồm thứ nhất là trả lời email, cái thứ hai là trả lời những câu hỏi của content creator, cái thứ ba đó là tổ chức một sự kiện online như là một workshop để chia sẻ với mọi người những tính năng mới này, cách sử dụng này, và cái thứ tư đó là nghiên cứu và cùng nhau thảo luận để tổ chức một buổi event offline kết nối giữa các bạn content creator với nhãn hàng này, rồi kết nối giữa các bạn content creator này với content creator khác, nói chung là kết nối. We're really impressed and we really want to work with you on other projects as well. Cool. Great. Yes. Tinh thần ở đây đó là nhân viên cứ tập trung làm việc. Còn ăn uống ngủ nghỉ gì là công ty lo hết. Bất cứ khi nào bạn đói thì bạn vẫn có thể đến snack bar, một cái quầy để ăn uống. Snack ở đây. Đây. Ở đây. Ở đây nữa. Protein bars. Khi nào cũng được fill đầy nha mọi người, không bao giờ bị vơ nhé. Có một đặc điểm ở đây đó là không có nhựa, tất cả mọi thứ đều trong lon, trong chai.
Và đúng như kiểu với thức ăn xếp như nào thì thức uống cũng xếp như thế. Ví dụ như ở trên thì sẽ luôn là healthy hơn, nó tốt cho sức khỏe, nó nhẹ nhàng hơn, ít đường hơn hoặc không đường. Còn càng đi phía dưới ấy, thì sẽ là những cả cái gì nó càng nặng hơn. Bây giờ là siêu nặng luôn vì mình quá nhiều đồ ấy. Hôm nay thì sẽ có một buổi họp với các anh chị. Đây là phòng họp Rainfall, các anh chị nói cứ vào phòng họp 36 Rainfall. Là một cái phòng cảm biến, tức là mình vào thì bắt đầu đèn tự mở, chứ mình cũng không cần phải mở đèn. Với gánh vác trên vai. Ôi anh chị thứ rồi, please, please come in. Okay, one is maybe entertainment. Awesome. And so how would you plan on inviting more Gen Z creators to come to this workshop? Yeah, community guideline should be one of you who present the ideas. I think it's good. From my personal experience, shorts videos give me a lot of followers just by 30 second video. So, everybody use shorts to engage more. Thank you so much for sharing. Yay! Thank you everyone. Thank you for joining us. Yeah, thank you. Oh my god, mọi người ơi, thì ở đây có điều hòa mà môi của mình chảy tứa lụa luôn ấy. Cho nên mình mới thật nói thật là chăm hay không bằng tay quen ấy. Mình đi dẫn chương trình rất nhiều, mình đứng trên rất nhiều khán giả, mình không bao giờ sợ. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi họp và mình pitching một idea và chỉ trước ba anh chị thôi là mình kiểu mồ hôi tay. Thì mình chưa bao giờ làm cái việc này cả. Nói chung là làm nhân viên Google thì sẽ rất là áp lực và căng thẳng. Và có một cách để mọi người xử lý với vấn đề đó, đó chính là đi qua đây. Có niềm tin rằng nếu như mà đi qua đây thì tất cả những cái stress sẽ phần nào tan biến. Light tunnel. Mình đang chơi Pac-Man. Máy này thì công ty mới thay mới các bạn ạ. Bởi vì là cái máy cũ nó quá là nát rồi. Đồng nghĩa với việc là mọi người đã quá stress. Bởi vì mọi người xử lý stress bằng cách này mà. Khi bạn quá bức xếp và bạn không thể làm gì nổi. A few moments later. Bỏ đi, bỏ. Cái thang máy của công ty mình cũng xịn đó mọi người. Nhìn đâu cũng thấy gương để đảm bảo rằng mình xuất hiện là mình tôn trọng người nhìn, mình khi nào cũng xinh đẹp hết á. Hôm nay anh Hiếu manager có nói mình là xuống lấy cho anh một cái travel adapter ở công ty ấy. Thì mọi người đi công tác nước ngoài rất là nhiều và trong trường hợp mọi người cần những cái đồ mà phục vụ cho công việc công tác thì mọi người sẽ tới chỗ này. Tất cả đều phục vụ cho nhân viên một cách tốt nhất. Okay, this one. Nhưng mà cái này out of stock. 20 minutes later. Cuối cùng thì mình đã lấy được travel adapter cho anh Hiếu. Một khi bạn đã là thực tập thì bạn sẽ đi tới cùng trời cuối đất tất cả những gì anh chị giao nhiệm vụ để tăng cơ hội được tiếp tục ở đây làm việc và giảm cơ hội bị đuổi việc. Lúc mà mình đi làm với các bạn trẻ trong team mình ấy, mình thấy bạn nào mà luôn luôn cố gắng làm những cái việc mình giao mà dù nó rất là khó và có khả năng là không làm được, các bạn vẫn cố gắng tới cuối cùng ấy, thì mình sẽ kiểu thường rất đánh giá cao những bạn ý. Nên là mình muốn là hôm nay mình đi làm thì các anh chị nói gì mình cũng phải cố gắng hết sức mình để tìm, và cuối cùng là đã tìm được. Hôm nay các chị trong công ty nhờ mình đưa quà xuống cho khách. Thì thường thường các visitor, các khách đến thăm Google thì sẽ hay có rất là nhiều túi quà nhỏ nhỏ. Và có một đặc điểm đó là thực tập ở đây vẫn được phát cho một cái điện thoại mọi người ạ. Điện thoại của Google, điện thoại của công ty ấy. Pixel để dùng. Em xin lỗi Oppo, em đi thực tập cho nên là em phải tuân thủ theo quy định của công ty. Nhưng mà yeah, I love Oppo, I use Oppo. Ở công ty mình có một cái rất là hay, đó chính là cái hộp làm việc dành cho những khi mà chúng ta không muốn giao tiếp, giao lưu, chúng ta không muốn gặp gỡ bất cứ ai cả. Anti-social. Ở đây thì không phải là cứ thứ hai mình sẽ giao ban mọi người ạ. Thứ hai và thứ sáu sẽ là ngày chúng ta có thể lựa chọn là làm việc ở nhà hay tới văn phòng. Và thứ hai là ngày mà mọi người chỉ với mình là tất cả sẽ cùng planning, là lên kế hoạch là trong tuần mình sẽ xử lý vấn đề gì, mình gặp gỡ những ai, network như thế nào. So it's quite convenient and flexible. Thực ra ngay từ đầu thì YouTube không phải thuộc trong Google mà là Google mua YouTube từ năm 2006. Và đây là ba cái tòa nhà mà chúng ta đã được đi qua. Thì chúng ta đang ở tầng 6.
Và đây là tầng của YouTube, còn lại tất cả là tầng của Google. Yeah, that's it. Nó rất là nhỏ xinh thôi, nhưng mà rất là hiệu quả. Mỗi tháng thì mỗi nhân viên sẽ được quota là 2 người. 2 người có thể đưa tới, có thể là gia đình, có thể là bạn bè. Oh. Hey, delusional. Mọi người có thấy đây chữ G không ạ? Việc tiếp theo, đi học. Ở trong này hôm nay thì có conference này, hội nghị này và có một số event. Let's go. Ui, ngày hôm nay mình đến sớm nhất. Đúng là thực tập có khác. Trời ơi, sếp ơi, sếp ở đâu nhìn em coi. Nè, I'm the earliest, early bird. Đến hơi sớm, đợi mọi người hơi lâu. Thường thường ấy, khi mà chúng ta vào một buổi họp hay là một buổi networking thì sẽ có những người hướng ngoại và hướng nội. Và đây là một cái bảng gọi là developer space. Mọi người sẽ cùng biết là mình sẽ chia sẻ cái gì, mình sẽ nói cái gì. Ví dụ, I'm from Asia. I am a developer, designer, DevOps, data founder, I'm a nan geek. I'm a night owl, definitely not a morning person. Đây là một sự văn minh. We are building a world where all women can thrive in tech. Yes, women empowering women. Một cái điểm sáng mình mới phát hiện trong căn phòng này đó là chiếc nón lá Việt Nam. Mình nghĩ đây là từ cái đợt mà GDG Hà Nội, tức là có một cái event của Google Developer Hà Nội. I think so. Is it hard? Is it hard working here? What are the skills that I need to focus on? Problem solving, communication, yeah, and working with everyone. Making sure that we're inclusive and we respect diversity and differences from everyone that we work with. What are the common mistakes that new hires often make? Not asking enough questions. Deliver what you say you will. Is there any chance that I get laid off? Đây là phòng họp hybrid meeting room. Khi nào mà chúng ta ngồi đâu lâu quá ấy, thì cách đơn giản nhất vẫn có thể là ngồi thiền để giữ cái cột sống nó thẳng. Mẹ mình bị thoát vị đĩa đệm và tất cả những cái phương thuốc Tây ta tàu gì thử hết, nhưng mà riêng chỉ có ngồi thiền mới giúp mẹ mình chữa được thoát vị đĩa đệm. Mỗi ngày 15 phút ngồi thiền thôi đó. Nhưng mà thật sự ở đây tâm mình đang bị nhiễu động. Mình không thiền được, mình còn hai việc cần phải làm với anh Hiếu. Oh my god. Okay. Cái điều tuyệt vời nhất đó là ở đây mọi người sống rất là trách nhiệm và có ý thức. Khi nào cũng sạch sẽ, dù cái gian bếp này mình nghĩ là đi qua đi lại rất nhiều người. Ăn xong hay làm gì là dọn dẹp sạch luôn. Và riêng cái cốc này cũng là cốc được làm từ những nguyên liệu tái chế là bã cà phê, rất tốt cho môi trường. Sustainable company. Lemon ginger green tea, Earl Grey, Old Lum. Thực ra có thể mix nhưng mà mình thì không thích mix trà lắm. We can eat grapes here. Mình chỉ cần bỏ vào đây là hệ ra nước. Ngon. Quên mất phải làm trà với các chị nữa. Hello. Chào mọi người đã đến với phòng DIY. Đây là một cái phòng mà tất cả mọi người có thể tự chế tạo, do it yourself, một cái gì đấy như kiểu là máy móc, rồi là thiết bị in áo vẽ vời, cắt gỗ, tất cả mọi thứ. Bởi vì mọi người vẫn nhớ là cái khởi điểm đầu tiên của Google chính là trong một cái gara, đúng không? Cho nên là mọi người ở đây vẫn muốn giữ cái DNA như thế, cái tinh thần, tính chất như vậy. Ai có vấn đề gì về máy tính, về tất cả các loại máy ở trong công ty thì mọi người có thể xuống đây, bởi vì rất nhiều các anh handy sẵn sàng để giúp đỡ, hỗ trợ sửa cho mọi người. Mình rất là xúc động vì lúc nãy có một anh ở trong phòng DIY có tặng mình một cái này. Mọi người nhìn đi, Thành Vi official đường lên đỉnh 10 triệu subscribers. Oh my god. Một cái điều mà luôn được khích lệ tại Google và YouTube đó là diversity, sự đa dạng, và inclusivity. Yeah, là cái sự bao gồm. Tất cả mọi người đều được tôn trọng cái sự đa dạng và khác biệt. Và cái minh chứng rõ ràng nhất đó là bên cạnh hai nhà vệ sinh nam và nữ thì chúng ta còn có một nhà vệ sinh thứ ba nữa, đặt tên là unisex toilet. Người mà nghĩ rằng mình cũng không muốn vào nhà vệ sinh nam hay là mình cũng không muốn vào nhà vệ sinh nữ thì các bạn có thể vào đây, unisex toilet. Và còn có cả bảng chữ Blair này nữa dành cho người khiếm thị. Hôm nay mình đều giao việc, mình phải ngay lập tức xuống đây để brainstorm ý tưởng, để nghĩ ra những cái ý tưởng hay để ngày mai thì sẽ thuyết trình cho mọi người. Lần đầu tiên và mình nhớ là lần gần nhất mình làm công việc hành chính từ sáng đến chiều là lúc mà mình làm marketing cho một cái trung tâm tiếng Anh. Nhưng mà mình cũng không để văn phòng nhiều quá đâu, bởi vì lúc đấy mình thực tập ấy và mình làm part time, mình vẫn đi học nên là mình có thể được linh động. Mình được cho một cái sổ viết siêu sướng, mình không biết
Cái bút là của Stabilo này, còn sổ là Aeon. Aeon. Oh, viết siêu thích luôn. Go do, go home, go do gì nữa. À, mình đã hoàn thành xong bài thực tập ngày hôm nay. Và bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi. Mình sẽ chuẩn bị về nha. Thực sự mình cảm giác như Singapore là một nơi rất đáng mơ ước để làm việc với rất nhiều những cái công ty công nghệ lớn hàng đầu trên thế giới. Để vào được Google và YouTube làm việc thì không phải là một việc dễ dàng một chút nào. Các anh chị ở trong phòng có chia sẻ với mình có người phải đợi tầm khoảng 4 tháng, có người 5 tháng, có người 8 tháng, có người 1 năm mới được nhận vào làm việc. Đầu tiên là nộp hồ sơ, first screening, và thứ hai phone screening, gọi điện, và tiếp tục là 4 tới 10 cái cuộc phỏng vấn tiếp theo. Thà loại nhầm còn hơn tuyển nhầm. Cho nên để thấy rằng là cái sự cạnh tranh vào cái slot làm việc, cái nơi làm việc nó rất là lớn. Một fun fact nữa, đó là ở YouTube và Google tại Singapore thì có rất nhiều anh chị người Việt Nam mình. Thì thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta rất giỏi các bạn ạ. Chúng ta nên tự hào với bản lĩnh Việt, trí tuệ Việt và cống hiến Việt đang ngày một nỗ lực để cống hiến cho đất nước và cho quốc tế. Lúc nãy mình có hỏi sếp đó là sếp có lời gì căn dặn em không ạ? Câu đầu tiên đó là I'm the man who made impossible possible. Tôi là một người có thể biến những cái điều không thể thành những điều có thể. Tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc tại đây đó là kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề. Chúng ta làm được việc khi chúng ta giải quyết được vấn đề tốt. Nên đấy là cái mà chúng ta phải học mỗi ngày. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề khác nhau. Mỗi ngày em tới văn phòng em chỉ cần tốt hơn giúp anh 1% là được rồi. Mình có hỏi rằng là ở đây cái phần trăm Gen Z như thế nào khi mà đi làm, thì các anh chị còn nói là khá là ít nha, không phải có quá nhiều Gen Z. Bởi vì là khi làm YouTube và Google ấy, mọi người thường có xu hướng là tuyển những người đã có 2-3 năm kinh nghiệm. Thành ra là những người mà đang có vị trí thấp nhất ở đây thì cũng là những người đã có 2-3 năm kinh nghiệm rồi. Và rất là ít thấy những bạn nào mới tốt nghiệp hay là mới ra trường đi làm ở đây. Đấy cũng là một số thông tin mà mình hy vọng có thể giúp ích cho mọi người. Nếu như mọi người yêu thích làm việc tại Singapore, tại những cái công ty công nghệ rất là lớn như thế này. Yay! À, mình rất là thích ở trong đời thực tập ở đây, là mình hạnh phúc rồi. Thank you so much for watching. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi.